Nhiều quốc gia đưa tin rằng giới trẻ đang tránh xa rượu và các chất gây nghiện. Chúng con cũng thấy trẻ em thực hiện các hoạt động gây quỹ cho tổ chức từ thiện và động vật. Có phải đây là vì những chúng sinh đẳng cấp cao hơn sinh ra trên địa cầu vào thời điểm này? Phải, đúng rồi. Nhưng cũng vì con người ý thức nhiều hơn về tác hại của những chất này. Và ngày nay, bởi vì đại dịch thức tỉnh mọi người, đó là điều tốt duy nhất mà đại dịch mang lại, thức tỉnh mọi người và khiến họ nghiên cứu thêm về điều gì đó quan trọng hơn cho sức khỏe của họ. Họ muốn biết nguyên nhân gây ra đại dịch, làm sao có thể tránh được. Vì các nhà nghiên cứu cũng tuyên bố người hút thuốc, uống rượu dễ bị nhiễm COVID-19 hơn. Và nếu bị nhiễm thì họ khó hồi phục hơn. Nên bây giờ mọi người ý thức hơn, đó là điều tốt mà đại dịch mang lại. Tôi rất mong về lâu dài, tất cả các biện pháp này đều tốt cho mọi người. Còn những người bị nhiễm COVID-19, nếu họ phải đi thì họ đi thôi. Và tôi giúp linh hồn họ. Bất cứ linh hồn nào tôi có thể giúp, nếu họ sám hối, nếu họ cầu nguyện trong tâm, tôi tin chắc vào lúc này khi thế giới gặp rắc rối, vào lúc vãng sinh, họ sẽ cầu nguyện và sám hối. Và điều này cũng tốt, dễ hơn cho tôi để giúp họ. Phải, để giúp linh hồn họ, điều đó quan trọng hơn. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết, nhưng nếu linh hồn được giải thoát, đó là điều tốt nhất. Thế nên đại dịch dù sao cũng thức tỉnh nhiều người, thức tỉnh linh hồn. Tôi không nói rằng chuyện con người chết là tốt, nhưng dù sao đi nữa, linh hồn của họ sẽ được giúp. Đa số con người khi họ ở trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù từng là người vô thần trước đây, họ sẽ cầu nguyện với Thượng Đế. Và điều đó giúp họ cứu linh hồn của họ, dễ hơn cho linh hồn của họ được cứu độ, được giải thoát. Thưa Sư Phụ, COVID-19 ảnh hưởng mọi nơi trên địa cầu. Như Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói, chúng ta chiến đấu với kẻ thù chung. Chúng ta đang thấy nhiều nỗ lực gắn kết hơn trên thế giới, ví dụ như xóa nợ cho những quốc gia nghèo và công tác về nghiên cứu trị liệu y khoa vân vân. Thế này sẽ tiếp tục và thế giới sẽ trở thành một cộng đồng đoàn kết gắn bó. Dĩ nhiên rồi, một khi họ có được thói quen làm những việc tốt, điều tốt, điều xấu đều coi là thói quen. Một khi con người quen với điều tốt và nhận ra sự thiện lành của nó, họ sẽ tiếp tục. Không chỉ chính phủ mà cả người dân nữa, người ta ra ngoài để chăm sóc động vật lạc đường, đi ra ngoài để giúp hàng xóm láng giềng, hết lòng giúp đỡ họ. Không phải họ đi ra ngoài gặp gỡ, mà họ tìm cách nào đó để giúp mọi người. Tôi thấy vài đoạn phim trong khi đọc bản tin cho quý vị, thấy người ta tìm những cách rất sáng tạo để giúp đỡ láng giềng. Họ để thức ăn vào rổ, và rồi người láng giềng chỉ việc kéo rổ lên, hoặc bất cứ thứ gì họ cần, người ta làm vậy đó tốt lắm. Dường như bây giờ mọi người thức tỉnh hơn và tìm được bản tính thiện lành vốn có bên trong họ, và điều đó rất tốt cho lực lượng minh sư giúp họ. Thưa Sư Phụ, khi khoa học và kỹ thuật phát triển, chúng ta học hỏi ngày càng nhiều về vũ trụ. Điều này có nhắc nhở mọi người quan tâm tới tâm linh và tìm kiếm chân lý không? Phải đấy, tôi cũng muốn hỏi câu hỏi này. Chúng ta hy vọng, cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện. Bởi vì ở nhiều tinh cầu khác trong vũ trụ, người ta phát triển vô cùng cao đẳng về kỹ thuật và khoa học, đủ loại tiện nghi vật chất. Nhưng điều đó không khiến họ khao khát tìm kiếm lối sống tâm linh nào hết. Thưa Sư Phụ, khi cầu nguyện cho thế giới thuần chay, thế giới hòa bình, chúng con có nên hình dung thế giới mình muốn thấy không? Chẳng hạn một thế giới thuần chay, nơi mọi người sống hòa hợp với thiên nhiên, đại dương và sông hồ trong sạch,
đồng và cánh rừng tràn đầy rau quả hữu cơ để nuôi thế giới. Mặt khác, ngày nay một số người bày tỏ quan ngại về sự bành trướng của những tập đoàn lớn tạo ra những cây trồng không hữu cơ, biến đổi gen, sử dụng hóa chất tai hại để kiểm soát sâu bọ và tạo bằng sáng chế về hạt giống, biến đổi gen, ngăn cản cộng đồng, không để cho kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm của chính họ. Ngành công nghiệp thực phẩm thường được liên kết với ngành công nghiệp dược phẩm để kiếm lợi nhuận từ việc bán hóa chất cho canh tác, rồi sau đó gây ra bệnh tật cần phải chủng ngừa. Với những tập đoàn như vậy, nắm quyền kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm cho thế giới, kể cả thịt nuôi trong phòng thí nghiệm và thịt thuần chay, đây có phải là điều chúng ta nên lo lắng khi tiến đến một tương lai thuần chay không? Hay là khi thế giới trở thành thuần chay và từ trường sát sinh được giải phóng, thì mọi điều sẽ tự nhiên tự sửa đổi bất kể là gì? Tôi biết chúng ta có thể cầu nguyện. Vì khi thế giới thăng hoa hơn, trong tâm thức của họ, có thể có những điều đó sẽ trở nên ngày càng ít đi. Và mọi người có thể nhận thức rõ hơn về điều đó là gì, điều gì tốt và điều gì không tốt. Hiện nay, chúng ta không thể lo liệu tất cả mọi vấn đề. Thế giới này sẽ có loạt vấn đề này hay loại vấn đề khác, bởi vì con người không phát triển cao về tâm linh. Nhưng miễn là thế giới trở thành thuần chay và động vật đau khổ ít hơn, không còn đau khổ và không còn chiến tranh, rồi thì con người sẽ thức tỉnh lương tâm hơn và khôi phục trí thông minh hơn. Và rồi chúng ta hy vọng rằng thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Nói quý vị hay, một mặt tôi khóc rất nhiều, hầu như mỗi ngày, cho những động vật đang đau khổ, bất cứ khi nào tôi thấy sự tàn nhẫn. Nhưng mặt khác, nếu nói ra trạng thái đó, tôi luôn luôn nhận ra rằng thế giới này bản chất thực sự chỉ là ảo tượng. Chúng ta chỉ làm những gì có thể cho những ai đang bị sa lầy trong buồn phiền, đau khổ vô minh. Nhưng rồi họ sẽ được đánh thức ra khỏi giấc mộng ảo tưởng này. Và rồi họ sẽ tìm thêm điều trị liệu về tâm thần cho linh hồn họ. Ý tôi nói là cho tâm thức họ, cho sự phát triển bên trong chân ngã của họ. Bằng không, tâm trí và não bộ và ảnh hưởng xung quanh sẽ khiến họ bị mù, điếc, câm với tất cả sự thật được phơi bày trước mặt họ. Vậy chúng ta tìm cách giải quyết thế giới hòa bình, thế giới thuần chay, rồi những điều khác sẽ theo đó mà phát triển. Thế giới chúng ta sẽ trở nên ngày càng tốt hơn. Thưa sư phụ, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố rằng Sudan và Israel đã đồng ý bình thường hóa quan hệ. Trước đó, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thiết lập quan hệ với Israel ở Trung Đông và ở Bắc Phi, cũng sẵn sàng có hòa bình giống như ở Đại Hàn Giang. Họ hầu như đã sẵn sàng rồi. Nhiều nước đã sẵn sàng. Chỉ hy vọng các nước khác sẽ noi theo. Đừng yêu cầu tôi nhìn vào quả cầu pha lê và tiên đoán tương lai. Tôi không muốn cứ luôn cho quý vị biết. Quý vị sẽ thấy, bảo quý vị rồi, sẽ thấy khi thời điểm sẽ tới, sẽ thấy những gì xảy ra. Các vị thần ở thiên đàng thấp đạt được địa vị của họ nhờ vào công đức. Công đức đã cho vị Phạm Thiên không từ bi lực lượng để tạo ra tam giới và cai trị chúng sinh trong đó. Vậy thiên đàng có chỉ thị rằng một chúng sinh phải có một lực lượng tình thương nào đó của Thượng Đế trước khi họ sáng tạo và cai trị không? Đó là những điều hoàn toàn khác nhau. Họ có, nhưng giới hạn. Giống như quý vị, những người gọi là đệ tử tu học với tôi, và tôi bảo quý vị phải làm điều này điều kia, nhưng không phải làm, nhưng nên làm, như ăn thuần chay, từ bi, thương yêu và tử tế. Nhưng họ cố gắng thôi. Quý vị cố gắng, nhưng không có nghĩa là đủ để được xứng đáng, ngoài trừ dựa vào ân điển của minh sư để đi lên.
Tình thương mà quý vị có mong manh lắm, ý nói những người gọi là đệ tử, mong manh đến nỗi họ thậm chí không nhận ra rằng họ không có nó. Chính Phạm Thiên cũng muốn có điều đó, cũng muốn làm những điều mà các vị thần khuyên ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông có đủ tình thương, không đủ. Ngoài ra, cũng có những thiên đàng thấp hơn mà không có chút tình thương nào. Vì vậy, họ sẽ tạo ra những điều khác, cám dỗ con người và loài vật làm sai, rồi họ tiếp tục khống chế những linh hồn này và kiểm soát họ mãi mãi, để những linh hồn này sẽ không bao giờ được giải thoát và đi lên nơi nào đó cao hơn trong vũ trụ. Giống như ngay cả chính Phạm Thiên, ông không muốn từ bỏ lãnh thổ của ông, và ông tranh luận với tôi, nói rằng ông muốn cai trị 93,9 thế giới. Kể quý vị rồi phải không? Tôi nói, nhưng ông cai trị bừa bãi, và nhiều thần khác dưới ông cũng làm những điều xấu để giam giữ các linh hồn mãi mãi. Và linh hồn làm sai bất cứ gì cũng là một phần kế hoạch của ông. Lỗi của ông khiến họ làm sai. Nên tôi không thích hệ thống của ông. Một là ông từ bỏ đi theo tôi hoặc hợp tác với tôi để cứu các linh hồn, kể cả linh hồn ông. Rồi tôi để ông cai trị. Nhưng ông không muốn điều đó. Lòng tham khiến ông không muốn từ bỏ quyền lực của mình. Vì một khi đắm chìm trong đó, ông ta quên hết. Giống như đôi khi người ta bầu chọn nhà lãnh đạo và họ ra ứng cử, có lẽ với lý tưởng vô cùng cao lớn, họ nghĩ họ có lý tưởng hoặc thiên ý. Nhưng một khi nắm quyền lực nào đó và họ quên hết, hoặc dùng sức ít quyền lực lý tưởng của họ, lý tưởng ban đầu, rồi họ chỉ nương theo thời thế, hồ với cấp dưới của họ, mọi người cứ cung cấp cho họ mọi ý tưởng và thông tin phủ định khiến họ quên. Và rồi họ cứ tiếp tục làm sai, quên đi lý tưởng ban đầu của họ. Không phải chỉ riêng Phạm Thiên, mà còn các thần khác ở đẳng cấp thấp hơn, như thần cảnh giới thứ hai và thần cảnh giới Atula, và những ma quỷ, quỷ vương gần cảnh giới Atula. Bởi vì cảnh giới Atula, một số nơi là thiên đàng, một số nơi là địa ngục và ma quỷ. Vì thế, tầm ảnh hưởng tùy vào vị thần ở đó có đủ lực lượng để chế ngự hay không, không phải lúc nào cũng được. Bởi vì thần đôi khi thua trận với ma quỷ, bởi vì ma quỷ áp đảo nhiều hơn, bởi vì ma quỷ đã truyền cho con người đủ loại tính chất phủ định xấu xa. Nên con người cũng giúp ma quỷ trong vô hình hoặc vô thức, và rồi ma quỷ dựa vào đó tất cả lực lượng phủ định này mà hỗ trợ họ để đánh bại thần ở đẳng cấp Atula nữa. Và điều đó cũng ảnh hưởng đến đẳng cấp thứ hai. Và rồi Phạm Thiên, vì ông muốn có quyền lực đối với nhiều cảnh giới, cũng sẽ không có đủ tình thương và trí huệ để khước từ họ hoặc để đánh bại họ. Và đó là cách tất cả họ đều sa ngã với nhau. Bây giờ, thí dụ như ở thế giới này, chúng ta có người tốt, nhưng cũng có người xấu. Chúng ta có chính phủ tốt và cũng có chính phủ không tốt. Chúng ta có tổng thống tốt và cũng có tổng thống không tốt. Vì thế, thế giới chúng ta là một sự pha trộn của tốt và xấu. Giống như đẳng cấp Atula, họ có thiên đàng và địa ngục. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Sư phụ nói rằng chú chó Good Love là phụ tá của giáo chủ đẳng cấp thứ ba, nhưng Good Love đi xuống để bảo vệ sư phụ, chống lại ông ấy và ma vương. Tại sao Good Love chọn sư phụ thay vì giáo chủ đẳng cấp thứ ba? Bởi vì chúng tôi đã có nhân duyên trước đây, nhưng chú cũng từng bị các thần thấp hơn lợi dụng một thời gian và gây rắc rối cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi biết đó không phải là lỗi của chú, nên tôi tha thứ và chữa lành cho chú. Thay vào đó, tôi chữa lành cho chú. Nhưng chú mãi mãi thương tôi, bất kể là gì. Cho dù chú bị đầu độc, tẩy não bởi các vị thần khác thấp hơn, cuối cùng chú cũng sẽ quay trở lại với mục đích của chú là bảo vệ tôi. Bởi vì tình thương của tôi dành cho chú,
thuần khiết và vô điều kiện sẽ luôn luôn thắng vào lúc cuối, mặc dù có thể không lập tức nhưng sẽ thắng mau lẹ. Thưa sư phụ, Tổng thống Donald Trump có từng giúp mang lại hòa bình giữa các quốc gia trong tiền kiếp không? Chẳng hạn, với vai trò của một nhà lãnh đạo quốc gia thời cổ đại. Những điều này có lẽ tôi sẽ nói riêng với quý vị vào một ngày nào đó. Có nhiều điều về thiên cơ và nhân duyên và mối liên hệ giữa minh sư và những người khác nhau không thể luôn luôn kể cho quý vị được. Có lẽ một ngày nào đó, và thế giới tốt hơn, mọi chuyện đã hoàn tất khi chúng ta có thời gian ngồi xuống uống một tách trà. Tôi sẽ thì thầm vào tai quý vị, ước gì chúng ta có thời gian uống một tách trà, vì Thượng Đế biết chúng ta cần điều đó, phải không? Tôi thấy thương cho quý vị phải làm việc hoài. Hy vọng quý vị vẫn xoay sở được, bởi vì đôi khi ngay cả tôi, làm sao mình có thể chịu đựng nổi tất cả điều này. Mình cần phải nghỉ ngơi, cần phải nghỉ phép. Đi đâu bây giờ? Nhưng tôi phải đi ra ngoài, vận động một chút, vài phút. Nếu như tôi có vài phút và làm gì đó khác để giải lao, rồi trở lại máy vi tính, tiếp tục công việc của mình. Quý vị cũng vậy. Khi cảm thấy chán quá rồi thì hãy ra ngoài vườn, ăn gì đó, uống gì đó, làm gì đó dễ chịu cho riêng mình. Đừng ích kỷ, ngủ một chút, nghỉ giải lao, đi hít đất, làm động tác, chống đẩy, kéo xà, hít xà, đi dạo và mượn chó từ sư huynh của quý vị để trò chuyện. Và rồi mọi thứ sẽ khá hơn. Chúng ta cần phải làm như thế. Bây giờ cần phải làm việc ngày đêm. Chúng ta không thể trốn tránh, cần phải làm việc. Quý vị có thể thấy thế giới trong tình trạng như vậy. Nếu chúng ta không làm thì ai làm đây? Quý vị biết tôi có rất nhiều đệ tử, tối thiểu nhiều hơn nhóm của quý vị bây giờ. Nhưng đây là những gì tôi có. Chỉ có nhóm này, tôi rất tiếc. Nhóm thiện lành, nhóm người cao thượng, có lý tưởng như quý vị. Tôi không có ai khác. Ý nói có một vài nhóm nữa ở chỗ khác, vài nhóm khác ngoài đó trên toàn thế giới. Nhưng phần còn lại họ bận rộn với những việc riêng, hoặc thậm chí họ không muốn ở lại nếu họ đã ở cùng với quý vị rồi, bởi vì nhiều lý do khác nhau, bởi vì bạn gái, vì thế giới tốt hơn ngoài kia, vì nhà cửa tiện nghi hơn, bất kể là gì. Vì vậy chúng ta cần phải làm việc. Phải làm việc. Chúng ta phải thắng. Không để ma vương thắng nữa, thậm chí gián tiếp thông qua việc tẩy não của con người hoặc một số bộ hạ yếu ớt còn sót lại của chúng. Chúng ta cần phải thắng. Phải cứu tất cả động vật đau khổ để chúng ta không phải khóc. Có những ngày tôi khóc, và có lần tôi vô tình thu lại. Và rồi tôi nghĩ, hồi đang thu, thế là tôi tắt đi. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt. Sau này lần khác, có lẽ mình nên thu lại. Bởi vì không biết tôi nói chuyện với ai về điều này. Đó là một cảm xúc phủ định. Nhưng tôi khóc nức nở, và tôi hăm dọa thiên đàng và địa ngục nhiều lần. Quý vị thấy họ đang xử lý việc này. Thời gian ở thiên đàng có thể chỉ là một giây, nhưng so với chúng ta ở đây là nhiều tháng hoặc nhiều năm. Nên đừng hỏi tại sao quá chậm. Tôi cũng hỏi tại sao quá chậm, bởi vì tôi không kiên nhẫn về vấn đề này khi liên quan đến sự đau khổ của chúng sinh khác, nhất là những động vật yếu đuối, bất lực như vậy, bị treo một chân lên trời, trong khi cổ họng bị cắt hoặc bị giật bởi điện cao thế. Tưởng tượng nếu đó là quý vị, và họ có thể làm chúng ta y như vậy không? Điều đó làm tôi sôi máu, thật sự là vậy.
Nhưng thôi, giờ chúng ta nói về chuyện khác đi. Bằng không tôi sẽ khóc nữa, tôi sẽ lại la hét, sẽ kêu gào. Câu này, con không biết sư phụ có được trả lời hay không. Có phải kiếp này Tổng thống Trump đi xuống đặc biệt vì vai trò kiến tạo hòa bình không ạ? À? Lát nữa tôi sẽ nói với quý vị, lần khác, không cần hỏi tôi. Quý vị nhìn quả thì biết cây rồi. Còn mọi chi tiết tôi không thể nói. Nhưng tôi nghĩ quý vị đoán được mà. Không biết sao, quý vị lại không đoán được. Thưa sư phụ, chủ tịch Kim Jong-un đến địa cầu vì vai trò kiến tạo hòa bình hay là một vai trò khác để mang lại lợi ích cho địa cầu? Quý vị có thể thấy điều đó từ những việc ông làm. Câu trả lời tương tự như Tổng thống Trump. Sư phụ có nói về các nhà lãnh đạo tốt trong buổi hội thảo vừa rồi. Vì sao những người lãnh đạo tốt rất trái ngược với điều tốt? Có phải đó là một phần của ma vương lực lượng phủ định hay có mục đích gì khác? Phải, đó là lực phủ định. Các nhà lãnh đạo phải gánh chịu. Chứ nếu quá dễ dàng, chỉ đi xuống giúp người, tạo hòa bình, tạo ra luật thuần chay, thì ai cũng làm được. Nhưng dĩ nhiên, lực lượng minh sư hỗ trợ, các nhà lãnh đạo tốt, nhưng họ vẫn bị che bởi ảnh hưởng của thế giới này, bởi vì những thứ mà họ phải ăn, vì một phần của trò chơi. Đừng hỏi tôi điều đó. Quý vị có thể thấy Chúa Giê-xu, Ngài phải chịu đựng biết bao đau khổ, và Ngài là người tốt nhất vào thời đó. Và Đức Phật, người ta cũng phỉ báng Ngài, thậm chí còn buộc tội Ngài, làm cho người phụ nữ đó, cô ta chỉ độ mấy cái gối trong bụng, và vu oan Đức Phật làm cho cô ta mang thai, thí dụ như vậy. Và nhiều tiên tri, minh sư khác, họ đều hoàn toàn tốt, hoàn toàn thánh thiện, mà vẫn bị ngược đãi hoặc bôi nhọ. Vì vậy, dĩ nhiên bất cứ ai muốn làm những việc tốt ở cõi trần này đều phải gánh chịu sự tấn công tồi tệ từ lực lượng phủ định trong lãnh địa này. Và tôi mừng, ví dụ như Tổng thống Trump vẫn đủ mạnh để tiếp tục công việc của ông. Và sau khi ông khỏe mạnh lại, và chúng ta cũng cầu nguyện cho ông xuất viện với cảm giác mạnh mẽ. Và bây giờ, sự quyết tâm của ông là bất khả chiến bại. Trước đó, có lẽ ông có phần chán nản. Tôi nhớ đọc ở đâu đó, ông nói ông không nhớ tại sao ông lại muốn làm tổng thống lần nữa trong nhiệm kỳ 2. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Để một người nói sai điều đó, ông chắc hẳn trong lòng rất đau buồn, rất chán nản. Mặc dù ông không nói nhiều như tôi, chẳng hạn, ồ mệt quá, kiệt sức, bực mình quá. Ông không nói nhiều, nhưng chỉ nói một câu. Mình cũng biết nội tâm ông bị bầm dập đến mức nào, không ngừng. Và kiểu như họ tấn công ông vô cùng tồi tệ. Dù sao đi nữa, rất khó để phân biệt điều xấu và điều tốt. Vì cùng một số vướng mắc ở giữa, một số điều kiện đi kèm đối với những gì họ làm. Ý tôi nói trước khi họ chào đời, họ phải làm cái này cái kia, ngoài ra để ngụy trang. Nên họ không thể làm toàn điều tốt cùng một lúc. Ví dụ như thế, hoặc có vẻ như họ làm không tốt, nhưng thật ra họ làm tốt. Tôi đã nói rồi, tôi không thể giải thích mọi điều. Nhưng khi tôi nói, người nào đó tốt thì hãy tin tôi. Và Chủ tịch Kim Jong-un là một trong những nhà lãnh đạo tốt. Dĩ nhiên ông vẫn còn trẻ, và ông cũng phải tự mình học hỏi. Ở thế giới loài người thật khó để mò mẫm trong bóng tối và tìm được lối ra, làm những việc tốt không dễ như vậy. Với Tổng thống Trump cũng vậy. Tôi nói ông là một trong những nhà lãnh đạo tốt, thì quý vị phải tin tôi. Có một Tổng thống khác, Tổng thống tốt, nhưng tôi không muốn kể quý vị, thuộc về khu vực Mỹ Latin này. Bởi vì có vẻ như ông ấy không làm tốt. Tôi không thể nói ra.
nhưng tôi giúp ông ấy. Ý nói là lực lượng minh sư hỗ trợ ông ấy, giúp ông ấy. Có nhiều điều mà tôi không thể giải thích. Dù sao đi nữa, họ phải trả giá cho việc cứu thế giới, cứu con người, cứu linh hồn của họ. Thí dụ như vậy, họ phải trả giá. Và ngoài ra, bất kể là gì, lực lượng phủ định muốn kiểu như che đậy, để người ta thậm chí không biết rằng họ là các nhà lãnh đạo tốt. Họ phải sinh ra trong những hoàn cảnh như vậy. Họ bị tấn công hoặc bị bôi nhọ bởi người khác, để mọi người không thể biết được tốt hay xấu, bởi vì thậm chí còn có tin giả và buộc tội, gian trá và đủ thứ như vậy, chỉ để làm mọi người mờ mịt trong sự phán xét của họ. Thế giới đã khiến cho mọi người bận rộn và hoang mang rồi, và điều đó còn có thêm tin giả, thêm phản hồi phủ định nữa, thì mọi người dĩ nhiên khó mà lựa chọn như bỏ phiếu cho tổng thống nào. Đó là mục đích, quý vị hiểu chứ? Như người tốt, nhà lãnh đạo tốt, hoặc những người tu hành, hoặc minh sư tốt, họ đi vào địa phận của địch. May mắn là họ vẫn còn sống sót, tiếp tục làm việc và không bị giết gần như ngay lập tức, như Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã làm gì chứ? Chúa Giêsu, Ngài đã làm gì với ai đâu? Cho dù Ngài tiếp tục giảng đạo, cho dù Ngài nói Ngài là con của Thượng Đế thì sao? Không ai cần phải tin Ngài. Nhưng họ không cần giết Ngài dã man như vậy. Và vì thế, thế giới phải chìm vào tâm tối một thời gian rất lâu. Không ai thấy được điều đó. Nhưng nhiều người bị kết án, đọa địa ngục và ở nơi tâm tối suốt hàng thế kỷ dài. Và điều đó ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới chúng ta về mặt tâm linh và mặt khoa học nữa. Không phải chỉ chuyện ăn thịt mà làm cho nó tệ hơn, mà gây ra nhiều chiến tranh, nhiều bệnh dịch, nhiều thảm họa. Hiểu ý tôi không? Người ta không biết điều đó, không nhận ra điều đó. Nhưng tội giết Chúa Giêsu Kitô mang đến rất nhiều bất hạnh, thảm họa cho thế giới chúng ta. Tôi không thể nói, không thể nào nói đủ về mọi điều. Từ trường của địa cầu có thể nào bừng sáng lên đến độ qua lực lượng của lời cầu nguyện cho thế giới thùng chay, cộng với giáo lý của sư phụ và tình thương của truyền hình vô thượng sư, mọi người bỗng nhiên bắt đầu thức tỉnh và ăn thùng chay trên diện rộng, nhanh hơn và rộng lớn hơn nhiều so với bây giờ không? Hãy cầu nguyện, tuy không đột nhiên xảy ra, nhưng hãy cầu nguyện. Tôi ước rằng điều quý vị ước thành sự thật. Tôi cũng ước như vậy, như những gì quý vị ước. Tôi mơ giống như giấc mơ của quý vị, nhưng tôi có cảm giác khẳng định. Tôi chỉ có thể nói thế thôi, những điều khác không thể nói, thành thật đó không thể. Nhưng quý vị biết khi thời điểm đến, và tiếp tục cầu nguyện. Chúng ta và những người gọi là đồng tu tiếp tục cầu nguyện với Thượng Đế toàn năng, với lực lượng vũ trụ khẳng định, với chúng sinh vũ trụ nhân từ, với lực lượng minh sư, với lực lượng minh sư tối thượng, với tất cả thiên đế Iosku và trên nữa. Tiếp tục cầu nguyện. Trước khi thiền quý vị cầu nguyện, sau khi thiền quý vị cảm ơn. Các ngài làm việc nhanh và ráo riết, chỉ là thời gian trên thiên đàng và thời gian ở đây hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra, gánh nặng nghiệp quả trong thời điểm phát triển này của chúng ta quá nặng, vô cùng nặng, quá nhiều, nặng không thể nghĩ bàn, không thể đo lường được. Tôi nhớ tiết mục AP là tiết mục tiên đoán cổ xưa. Ông Lưu Bá Ôn nói nhiều vị Phật sẽ đi xuống, nhưng các ngài thậm chí sẽ bị kẹt lại. Nên nếu không có lực lượng minh sư chân chính vào thời điểm này, thì tất cả chư Phật Bồ Tát này sẽ bị nhốt mãi mãi. Ý nói không phải mãi mãi, nhưng tất nhiên rất nhiều niên kỷ, dù chỉ để chia sẻ nghiệp của các chúng sinh khác trên địa cầu vào thời điểm này, chỉ chia sẻ và giúp đỡ thôi, cũng sẽ bị nhốt mãi mãi như thế. Tưởng tượng xem, nếu quý vị biết một bí mật, tôi cũng phải giúp một tay. Ý nói dùng lực lượng toàn năng,
lực minh sư để cứu một số minh sư trong thời đại của chúng ta. Nếu không thì nghiệp của đệ tử họ, những nghiệp khác của thế giới sẽ nhấn chìm họ xuống địa ngục. Xin lỗi, tôi không muốn nói tên ai hết, nhưng đó là sự thật. Tôi chưa bao giờ kể với quý vị, chỉ nhân tiện tôi nói để quý vị biết. May mắn thay cho những ai thoát được lần này, thật sự may mắn, vô cùng may mắn, cực kỳ siêu may mắn. Đừng xem mọi chuyện là hiển nhiên. Hãy thiền cho giỏi, luôn cầu nguyện, luôn biết ơn ơn điển mình nhận được. Chúng ta thấy rằng người dân có xu hướng chống lại những hành động của chính phủ mà hạn chế sự tự do của họ, mặc dù những hành động đó có thể tốt cho họ, như là cách ly hay yêu cầu đeo khẩu trang. Vậy thì làm sao các nhà lãnh đạo có thể tránh điều này khi áp dụng lệnh cấm thịt? Họ chỉ phải can đảm thôi, họ chỉ phải làm điều đúng. Ít ra, cho dù không thành công, quý vị biết mình phải làm điều đúng và lương tâm của quý vị sẽ yên ổn. Nếu quý vị cứ chờ mọi người chấp thuận mình thì chỉ là làm việc vì danh tiếng thôi. Tất cả minh sư đã làm việc trong khó khăn, trong hoàn cảnh bị áp bức, nhưng các ngài vẫn tiếp tục. Rất nhiều người bị công kích hoặc làm các ngài bị thương, bên trong hoặc bên ngoài đủ thứ, nhưng các ngài vẫn tiếp tục, bởi vì các ngài không làm việc vì danh tiếng. Các ngài làm việc cho con người, làm việc cho ý muốn của Thượng Đế. Các ngài làm việc để cứu chúng sinh đau khổ. Đó là cách bất kỳ người nào gọi là nhà lãnh đạo cũng nên làm. Nếu quý vị tự nhận mình là nhà lãnh đạo chỉ nên làm điều đúng bất kể gì đi nữa. Quý vị biết mình làm điều phải và để thiên đàng phán xét hành động của quý vị. Đừng bận tâm về cách con người phán xét quý vị. Nhưng đôi khi con người thức tỉnh sau nhiều thế kỷ và phán xét nhà lãnh đạo hoặc bất cứ ai làm điều đúng lần nữa trong ánh sáng của lẽ phải. Dù sao, quý vị chỉ phải làm điều đúng. Đừng bận tâm ai nói gì. Nếu trong tâm quý vị biết đó là điều đúng thì cứ làm. Người bình thường cũng phải nên làm vậy, huống chi là nhà lãnh đạo. Dĩ nhiên, có thể không đơn giản và thuận lợi, nhưng có nhiều cách quý vị có thể thay đổi thế giới, thay đổi xã hội. Nhiều người đã làm như vậy trong quá khứ. Vì vậy bây giờ chúng ta cũng có thể. Nếu chính phủ không muốn người dân ăn thịt nữa, thì trước tiên họ phải ngưng tất cả các lò giết mổ, tất cả các kỹ nghệ chăn nuôi, đóng cửa chúng hết, cho các chủ kinh doanh này một số tiền trợ cấp để họ có thể chuyển công việc đó sang loại công nghiệp trồng trọt khác. Bởi vì họ nói đó là nông trại động vật, nên họ có thể chuyển thành nông trại rau và nông trại hoa quả. Họ đã có người, có nhân viên, có đất và các tòa nhà lớn. Họ có thể chuyển tất cả những thứ đó thành một nhà kính để trồng rau, thay vì giam cầm và giết động vật bên trong. Và nếu không có thịt để bán, thì không có ai có thể mua. Tôi tin chắc sẽ có người lén lút kinh doanh, có thể vào lúc đầu, nhưng rồi sẽ dễ thôi. Có thể dần dần kiểm soát hết họ hoặc cấm họ. Và bất cứ ai muốn ăn thịt, họ phải tìm cách tìm động vật trước để đi săn hoặc gì đó, và phải tự giết lấy xem họ có thể làm được không. Đa số người không thích giết động vật khi họ đối mặt với con thú. Theo bản năng sinh tồn, họ cảm thấy đó là sát hại một sinh vật sống. Do đó hầu hết mọi việc sẽ tự động giảm thiểu. Chính phủ phải phát sóng tất cả điều này trước, cảnh báo mọi người trước rằng kinh doanh ăn bán thịt động vật, trứng sữa, những điều này đều vô cùng bất lợi cho sức khỏe và hạnh phúc của mọi người.
sát hại trẻ em cũng như người già, phải giáo dục mọi người khắp nơi, phải khuyến khích chính quyền địa phương đặt bản quảng cáo hoặc báo chí, truyền thanh, truyền hình, phát sóng tất cả thông tin này cho mọi người, ngày này qua ngày khác, và có cơ quan nào đó giải đáp câu hỏi của họ. Nếu họ muốn biết thêm chi tiết, nên có trang mạng cho mọi người để truy cập, để tìm thông tin về tác hại của thịt. Thực hiện tất cả điều này không khó, rất dễ làm, chỉ cần một chút can đảm từ ban lãnh đạo của các quốc gia và hệ thống hỗ trợ của chính phủ, có thể thực hiện được. Không có gì là không thể trên thế giới này. Chúng ta lên mặt trăng và lên sao Hỏa rồi, chúng ta sẽ lên sao Kim kế tiếp. Tất cả kế hoạch này, trong khi chúng ta không chăm sóc địa cầu của mình, chăm sóc những thứ dưới này dễ hơn khi chúng ta đã ở đây rồi. Vì vậy, đầu tiên là chăm sóc địa cầu, sau đó chúng ta có thể thăm những thiên thể khác ở nơi khác. Tôi không hiểu tại sao chúng ta có thể chinh phục mặt trăng, muốn chinh phục sao Hỏa, sao Kim mà không thể lo liệu nổi vấn đề nhỏ của mình dưới này, chỉ là ngừng ăn động vật có bấy nhiêu đó thôi. Tôi không thấy có lý do nào để bào chữa nữa, không thấy có trở ngại nào cả, không thấy có gì rắc rối cả, ngoại trừ làm cho mọi người khỏe mạnh hơn, quốc gia mạnh hơn, tinh thần hùng cường, trẻ em thông minh, khỏe mạnh, và ngày càng nhiều việc làm cho mọi người, việc làm lành mạnh hơn, công việc có lương tâm cho tất cả mọi người, một nền công nghiệp phát triển mạnh. Đó sẽ là canh tác hữu cơ thuần chay. Hiện đã như vậy, đã tăng lên về số lượng. Chỉ cần một lãnh đạo tốt thế thôi, hoặc một nữ lãnh đạo mạnh mẽ, hoặc một nam lãnh đạo mạnh mẽ. Tôi muốn nói một số nhà lãnh đạo trở thành anh hùng, thành một nam lãnh đạo chân chính, thành một nữ lãnh đạo chân chính. Không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp đấu tranh giành phiếu bầu và nói xấu về nhau bất kỳ lúc nào, chỉ để giành phiếu bầu rồi lập kế hoạch chiếm đất của quốc gia láng giềng, hoặc đánh nhau vì hòn đảo nào đó, hoặc thu gom tất cả tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân vào việc sản xuất vũ khí chỉ để giết. Tôi muốn thấy điều gì đó theo hướng ngược lại từ ban lãnh đạo của thế giới. Chúng ta có thể làm được. Tôi không biết tại sao các nhà lãnh đạo hoặc các chính phủ không thấy sự hợp lý của việc đó. Thay vì trả hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ chỉ để chữa bệnh cho mọi người từ một đại dịch hoặc ngay cả một căn bệnh nan y nhiều năm ròng rã, thì ngăn chặn nguyên nhân gốc rễ của nó. Thay vì phung phí tất cả tiền bạc này trong chiến tranh, trong điều trị bệnh hoặc đại dịch và cách ly mọi người và gây tổn hại cho nền kinh tế của quốc gia và của thế giới, đưa thế giới vào bế tắc như thế này, họ đang tiêu rất nhiều tiền và đau khổ cho người dân, lo lắng cho mỗi gia đình và chính phủ. Tại sao chỉ thay đổi nguyên nhân gốc rễ của nó, loại bỏ nguyên nhân gốc rễ và dùng tất cả khoản tiền lãng phí này để trợ cấp cho ngành công nghiệp chăn nuôi, rồi họ sẽ quay đầu lại. Lý do họ kinh doanh thịt là vì nó mang lại tiền cho họ. Vì vậy, nếu các chính phủ trợ cấp cho họ đủ tiền để bắt đầu lại cuộc sống, họ sẽ sẵn sàng. Và lý do các công nhân làm việc trong phòng thí nghiệm thịt hay trứng hoặc sữa là chỉ vì họ muốn kiếm tiền. Vì vậy, miễn là họ có thể kiếm được tiền, họ sẽ không bận tâm phải làm gì. Họ sẽ không bận tâm là giết động vật hay trồng trái cây. Trồng rau thì dễ dàng hơn, không quá đẫm máu, không quá bẩn thỉu, không hôi hám và buồn nôn, không tổn hại đến lương tâm, đối với cảm xúc, tinh thần và tâm lý của con người. Vì vậy, nói chung,
Đó là một tình huống bên nào cũng có lợi. Vì vậy tôi nghĩ chính phủ nên thay đổi chính sách, và càng sớm càng tốt. Tất cả chúng ta đều biết thịt tiêu tốn rất nhiều, rất nhiều tiền của người đóng thuế mỗi năm, hoặc thậm chí mỗi giây mỗi phút mọi người làm việc thật cực nhọc, và rồi phải trả tiền thuế, rồi dùng tiền thuế cho việc gì? Cho người bệnh. Và cái gì làm họ bị bệnh? Sản phẩm thịt, bơ sữa, trứng, cá, bất cứ gì liên quan đến động vật sống, thở, tội nghiệp, không tự vệ được. Đó là những gì làm cho họ bị bệnh. Bởi vì đó không phải là thức ăn dành cho họ, và đã được khoa học chứng minh rồi. Vì vậy, không ai có quyền nói là họ không biết, họ không hiểu. Hầu hết quý vị đều là những người có học vấn, nhất là những người trong chính phủ. Quý vị phải biết tất cả điều này, cái gì tốt cho người dân quý vị. Và nếu không biết, thì quý vị không xứng đáng ngồi trên hệ thống chính phủ. Quý vị nên ra đi để người khác tốt hơn thay thế quý vị. Như vậy là tốt nhất cho thế giới và cho công dân của thế giới. Không có lý do nào để bào chữa nữa. Là lãnh đạo của một quốc gia hoặc cơ quan chính phủ, quý vị nên biết mọi điều tốt hay xấu cho công dân của quý vị và quyết định dành cho họ. Đó là ý nghĩa của nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo có nghĩa là quý vị đặt ra một kế hoạch và mọi người khác đi theo, bởi vì quý vị là người hướng dẫn. Bằng không, quý vị không xứng đáng với địa vị đó, và quý vị nên nghỉ hưu về nhà, làm bất cứ gì quý vị muốn, nhưng đừng làm cho những người khác bệnh theo quý vị. Người lãnh đạo như tổng thống, thủ tướng, nữ hoàng, vua, hoàng tử, công chúa, không phải là một công việc, không phải là một cái nghề, mà là một sứ mệnh được tin cậy, là một cam kết thật sự cao cả để giúp càng nhiều người càng tốt dưới sự lãnh đạo của quý vị. Bằng không, thật vô nghĩa. Nếu quý vị ngồi đó trong ghế lãnh đạo mà không làm gì thật sự thiết yếu, không đáng để cho dân của quý vị hoặc cho thế giới, nếu vậy sứ mệnh của quý vị đã thất bại, quý vị nên từ chức, về nhà làm bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt nào mà quý vị muốn làm, cho dù chỉ cho bản thân, cho niềm vui thú riêng của mình, thay vì ngồi đó trong ghế lãnh đạo chỉ để có danh tiếng, để được khen và kiếm tiền. Làm vậy thực sự không xứng với phẩm chất của mình. Các nhà lãnh đạo, quý vị có nhiệm vụ chăm sóc những người tín nhiệm mình, và rồi thiên đàng sẽ ban ân. Rồi quý vị có thể làm nhiều hơn, làm tiếp tục, nếu quý vị làm điều đúng. Thật ra, nếu mọi người tuân theo lời khuyên, nhưng nếu đi ra ngoài, tôi khuyên quý vị đeo tấm chăn che mặt, quý vị đeo khẩu trang, hoặc đeo kính bảo hộ cùng với khẩu trang và tấm che mặt, rồi đội mũ và mặc quần áo bảo hộ, trùm kính từ đầu đến chân, che chắn ngày càng nhiều, đừng sờ vào mặt. Khi chưa rửa tay ở nhà và sau khi về nhà, hãy rửa sạch, giặt quần áo. Thì mọi người có thể ra ngoài, có thể tiếp tục làm việc, họ thực sự không cần bị cách ly. Bởi vì cách ly khiến mọi người buồn chán. Về phần trẻ em, tại sao họ không sản xuất quần áo mới như trang phục cho các phi hành gia, hay những bộ đồ mà y tá bác sĩ mặc trong những ca phẫu thuật nghiêm trọng và dễ lây nhiễm, như che họ kín đầu đến tận dưới cổ, đến tận vai, và phía trước có tấm chắn che mặt, thì trong trường hợp đó thậm chí không cần đeo khẩu trang. Quý vị thấy hình này hay chưa? Họ mặc kiểu như mũ trùm đầu với chất liệu trong suốt ở trước mặt, như thủy tinh hoặc nhựa, nhìn xuyên qua được. Nhưng dù vậy, mọi phần khác, đầu và vai đều được che kín. Họ đeo găng tay phẫu thuật, họ mang vớ và giày bên dưới, giống như đôi khi người ta phải đi vào một nơi như phòng thí nghiệm bị ô nhiễm để làm việc như thế đó, và rồi họ có thể làm việc.
nhưng sẽ không thoải mái. Tôi không biết họ có thể chịu đựng được bao lâu. Bằng cách nào đó, họ phải có hệ thống thông gió để mọi người không cảm thấy quá nóng bên trong. Họ phải làm chất liệu nào đó thoáng mát, không nóng. Họ chỉ mặc bộ đồ đó và trùm mũ đầu thì họ có thể đi bất cứ đâu và làm việc bất cứ gì, tốt hơn là cách ly mọi người. Cũng nên mặc cho trẻ em như vậy, để các em có thể đến trường. Họ phải triển khai thêm nhiều quy định về trang phục cho con người, để mọi người có thể ra ngoài và sống đời của họ. Thật ra, nếu không tiếp xúc với nhiều người, quý vị chỉ mặc áo che kín toàn thân, che kín cả cổ nữa và đeo khẩu trang, che kín mũi và rồi đội mũ để che kín phần lớn tóc và một phần đầu. Nếu có thể tai của quý vị và rồi giày, vớ áo dài tay găng tay thì lúc đó quý vị có thể đi ra ngoài. Ý tôi nói mua sắm hoặc làm công việc nào đó, hoặc lái xe chở người già, hoặc người cần được chở. Vì vậy, không cần phải luôn luôn ở trong tình trạng cách ly hoàn toàn như thế. Nhưng chỉ khi nào mọi người thực sự tuân thủ quy định và nguyên tắc bảo vệ cho bản thân và cho người khác, đó là vấn đề duy nhất. Bởi vì một số người không chịu tuân thủ, thành ra chính phủ có lẽ phải cách ly họ, tất cả họ. Bởi vì chính phủ không biết ai sẽ ra ngoài có đeo khẩu trang hay là có hoặc không có những thứ bảo vệ toàn thân. Đó là lý do. Cho nên thật ra đây cũng là trách nhiệm của mọi người, chứ không phải chỉ trách móc chính phủ thôi. Quý vị thấy đó, ý thức của mọi người vẫn còn rất rất thô thiển. Một số họ vẫn còn rất lỗ mãn, đi ra ngoài biểu tình, thậm chí vì phải đeo khẩu trang. Tại sao họ lại làm như vậy chứ? Bác sĩ trong bệnh viện, y tá và một số họ đeo khẩu trang hàng giờ liền. Nếu họ có một cuộc phẫu thuật dài thì họ cứ đeo và cứ đeo mãi. Và nha sĩ luôn đeo khẩu trang bởi vì họ phải làm việc với găng tay và khẩu trang để điều trị cho bệnh nhân. Tôi không biết tại sao người ta lại vô lý như thế. Điều này tôi phải nói, tôi thích cách làm ở Ethiopia. Nếu quý vị không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, quý vị sẽ bị phạt tù 2 năm và có lẽ bị phạt tiền nữa. Chúng ta cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ như vậy. Vì bất cứ điều gì tốt cho nhân loại, tôi tán dương Thủ tướng và Chính phủ của Ethiopia. Một quốc gia như vậy và có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ như thế, tôi thực sự rất thích. Có lẽ các nước nên làm theo, chỉ để bảo vệ những người vô tội, những người tuân thủ pháp luật, những người bảo vệ bản thân và bảo vệ những người khác. Bởi vì có những người dễ bị tổn thương ngoài đó, như người lớn tuổi, họ dễ quỵ ngã trước sự lây nhiễm của đại dịch như vậy, hoặc những phụ nữ có thai, những người vốn không khỏe về thể chất, họ sẽ dễ bị lây nhiễm. Và trẻ em tuổi còn non nớt, hệ thống miễn dịch của các em có thể chưa hoàn toàn phát triển. Vì vậy, với những người không thể tự bảo vệ bản thân và không bảo vệ được người khác, thì thực sự tốt để cho họ đi nghỉ phép 2 năm. Tôi đồng ý với điều đó. Mặc dù điều này nghe không có vẻ là dân chủ lắm, nhưng dân chủ cũng có giới hạn. Người ta coi nhẹ sự tự do cũng phải có giới hạn. Tự do phải đi đối với trách nhiệm và tiêu chuẩn đạo đức. Quý vị không thể cứ đi ra ngoài lây nhiễm cho người khác bằng cách không đeo khẩu trang, bởi vì quý vị không biết mình có bị bệnh hay không. Không phải ai cũng được xét nghiệm, và cho dù quý vị được xét nghiệm, những người khác có thể chưa được xét nghiệm và họ giống như bệnh nhân không có triệu chứng, thậm chí không ai thấy được, hoặc bản thân họ cũng không biết. Vì vậy, có gì sai khi chỉ việc đeo một khẩu trang ngốc nghếch nhỏ bé? Nó chẳng gây hại gì cho quý vị. Nhưng nếu không đeo nó, quý vị sẽ gây hại cho bản thân và người khác. Vì vậy, tôi mong muốn các nhà lãnh đạo mạnh mẽ trên thế giới, không phải
không phải những người kiểu yếu như cộng bún ngồi đó, chỉ tay ra lệnh này kia mà không làm gì nhiều. Tôi không tôn trọng kiểu lãnh đạo này. Xin lỗi. Vì vậy, họ nên đứng dậy và làm điều gì đó. Hãy chứng tỏ họ là đàn ông thật sự, hoặc phụ nữ thật sự, nhà lãnh đạo thật sự. Còn không thì về nhà. Và nếu quý vị cứ thử nghĩ coi, không phải như quý vị muốn làm gì thì làm. Trong thời buổi hỗn loạn như thế này trên địa cầu, chúng ta có thể thảm họa khắp nơi, tốn cả hàng tỷ, hàng ngàn tỷ đô la cho thế giới. Và rồi, nếu quý vị lây nhiễm người khác hoặc không bảo vệ bản thân và bị lây nhiễm thì quý vị sẽ bị bệnh. Quý vị cũng sẽ bị bệnh nặng và làm gánh nặng cho xã hội chúng ta. Bệnh viện đã đầy rẫy bệnh nhân rồi, quá đầy, quá tải rồi. Nhiều bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện đã chết vì chữa bệnh cho quý vị. Thế nên, nếu chính phủ Ethiopia hoặc bất cứ chính phủ nào khác bỏ tù loại người thiếu tinh thần trách nhiệm này, tôi sẽ không phản ứng gì. Vì chúng ta đều phải có nhiệm vụ bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác. Số tốn hàng tỷ, hàng ngàn tỷ đô la để chăm sóc cho bệnh nhân đại dịch. Và rồi kinh tế sụp đổ và đủ các thứ. Vì vậy, quý vị không có quyền làm tình trạng tệ hơn cho quốc gia của chính mình hoặc cho bất kỳ quốc gia nào khác. Khi quý vị đi du hành đâu đó, chỉ cần đeo khẩu trang, tấm chắn che mặt, chẳng tốn bao nhiêu. Quý vị cũng có thể tự làm. Tôi đã chỉ cách trên truyền hình rồi. Quý vị có thể tự làm, chẳng lẽ quá mức cho quý vị sao? Bởi vì những người không có đồ bảo hộ, họ có thể bị nhiễm bệnh và sau đó gây tổn thất rất nhiều tiền cho chính phủ và xã hội, gây ra rất nhiều đau đớn, đau khổ cho người thân và bạn bè, cũng như các thành viên trong gia đình của họ. Vì vậy không tốt chút nào, có thể coi họ như tội phạm. Tôi thật sự nghĩ vậy. Bởi vì người ta không thể bị phong tỏa mãi. Họ cảm thấy rất ngột ngạt, bực dọc, chán nản. Và điều đó cũng sẽ giết hại một số người nếu họ không thể đương đầu với chứng trầm cảm. Và trẻ em cũng vậy, các em phải đi ra ngoài, tương tác với nhau để tìm hiểu về những gì các em phải học và cũng tương tác với bạn bè của các em nữa. Nếu không, các em cảm thấy rất ngột ngạt. Và hơn là ở nhà, nếu cả gia đình ở bên nhau quá lâu cũng có thể gây ra áp lực trong nhà, làm bực mình lẫn nhau và cảm thấy thiếu không gian. Rồi cũng có thể cãi nhau, có nhiều ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng tinh thần đối với con người khi họ bị phong tỏa quá lâu. Vì vậy, phong tỏa không phải là giải pháp tốt nhất, chỉ là giải pháp tốt nhất tạm thời, chứ không phải là giải pháp dài hạn tốt nhất. Chính phủ phải ra lệnh mọi người hoặc các công ty hoặc các nhà sản xuất may những loại quần áo mới, loại quần áo mà mọi người có thể ra ngoài sống đời của mình, đi dạo trong công viên, dắt chó ra ngoài, đi bộ với con cái hoặc chơi với con cái của họ trên sân cỏ, đi làm, kiếm sống nếu họ muốn làm việc, hoặc cho dù họ làm việc tại nhà nhưng thỉnh thoảng họ vẫn cần phải đến văn phòng vì có nhiều thứ không thể nói qua điện thoại. Một số vấn đề cần phải bảo mật của công ty. Và ngay cả tôi dù đang bế quan, dù vẫn làm việc, công việc quý vị gửi đến cho tôi qua máy tính, nhưng đôi khi tôi vẫn cần gọi để bảo quý vị điều này điều kia, bởi vì chữ nghĩa không luôn luôn diễn đạt được hết những gì tôi muốn. Hơn nữa, thỉnh thoảng, tôi phải nói chuyện với quý vị như vậy để quý vị cảm thấy có chút thay đổi, có chút thăng hoa, có chút thoải mái về tinh thần, về tâm lý. Quý vị cảm thấy vui khi thỉnh thoảng được nói chuyện với tôi, phải không? Ước gì tôi có thể nói chuyện với quý vị thường xuyên hơn, nhưng chúng ta đều có việc phải làm. Chúng ta có thời hạn cuối mỗi ngày. Thậm chí không biết sau khi tôi chết, tôi có chết được không nữa. Có một chuyện cười về Chúa Giê-xu. Họ nói Chúa Giê-xu chắc hẳn là một phụ nữ. Bởi vì Ngài thậm chí
biến hóa ra 500 phần ăn ngay tức khắc. Ngài đã ban nho cho mọi người và họ gọi đó là cá. Đó chỉ là dịch sai hay vấn đề hoặc về lỗi chính tả. Ngay cả khi ngày nay, quý vị vẫn viết sai chính tả khi bài viết gửi cho tôi, hoặc quý vị đánh máy sai, có xảy ra như vậy. Cho dù tôi vẫn còn sống đây, đừng nói chi khi tôi đã chết rồi thì không chắc nữa. Và rồi họ nói Chúa Giêsu chắc hẳn là một phụ nữ, bởi vì thậm chí sau khi Ngài chết, Ngài phải phục sinh lại để tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ tất cả quý vị cũng là phụ nữ. Ngay cả khi quý vị ngủ, đôi khi tôi đánh thức nói này, chúng ta có việc khẩn phải làm. Tôi không phải đánh thức tất cả, nhưng một số quý vị phải làm việc với tôi. Tôi gọi quý vị lúc nửa đêm hoặc sau 2 giờ sáng, vì tôi làm việc suốt đêm. May mắn là quý vị có thể ngủ đôi lúc. Tôi không đánh thức quý vị cả đêm, mà chỉ thỉnh thoảng thôi, không phải mỗi đêm. Vậy tất cả quý vị là phụ nữ ha, chị em gái. Khỏi mất công để râu hay gì hết. Bộ râu sẽ không phải là sự xác nhận giới tính của quý vị. Quý vị làm việc rất vất vả. Trong lời chúc mừng đệ tam chu niên, sư phụ đề cập đến thế giới vô hình ở vùng lân cận với địa cầu. Sư phụ giải thích thêm về vấn đề thế giới vô hình, thế giới Atula và thế giới bên Atula một chút trong vùng đệm và mấy thế giới khác không ở lân cận. Nhưng với tôi, họ ở lân cận, bởi vì họ không bao giờ tách khỏi từ trường của tôi. Nhưng với quý vị có thể tưởng tượng là cảnh giới Atula sẽ được lợi ích và ít đánh nhau hơn ở đó, và ở địa ngục sẽ ít đau khổ hơn, hoặc những ai có bản án nhẹ hơn sẽ được cứu rỗi. Mọi người bên trên thế giới Atula, họ sẽ được thăng tiến hơn, ở một đẳng cấp tâm thức cao hơn. Không có gì rõ rệt đen trắng ở thế giới này. Không phải như ở cõi trần này, mình thấy nó hoặc không thấy nó. Cũng có những chúng sinh vô hình khắp nơi xung quanh quý vị. Một số tốt và một số không tốt. Tôi đang loại bỏ những chúng sinh xấu, nhưng không thể làm hết trong một lần. Cho nên ngay cả hồn ma hung hăng, một số vẫn còn đó quấy rối tôi. Nhưng tôi phải có một lý do để cứu linh hồn con người, cũng như tôi phải có một lý do để nhốt ai đó trong địa ngục. Tất cả họ không thể làm việc tôi cùng một lúc. Cho nên nhóm nào đó, có lẽ 3 hoặc 2 năm nhóm cùng một lúc, tập hợp lực lượng của họ lại với nhau để gây rắc rối cho tôi, thì lúc đó tôi có thể đưa nhóm đó xuống địa ngục. Nếu họ không sám hối, họ phải đi. Bởi vì nếu tôi tha thứ cho họ, họ sẽ tiếp tục ở trên cõi thế giới này cản trở công việc của tôi, hành hạ chúng sinh vô tội khác, như những thú vật bất lực, hoặc một số trẻ sơ sinh, hay người lớn tuổi, hoặc bất kỳ ai. Vì vậy, sự tha thứ phải đi đôi với trí huệ, chính đáng, và trường hợp thực tế. Đừng trách tôi, đừng hỏi tôi tại sao sư phụ không thứ lỗi này kia nọ. Tôi không thể tha thứ cho mọi người nếu họ hãm hại những người vô tội khác. Tôi muốn tha thứ cho họ. Tôi cứ bảo hết lần này đến lần khác. Chỉ cần sám hối, đi theo tôi sẽ đưa quý vị lên thiên đàng, không bao giờ đau khổ nữa. Nhưng một số họ quá cứng đầu, hoặc một số họ quá tệ, chỉ thích làm những điều xấu, giống như ở cõi trần này. Chúng ta cũng có những kẻ độc ác, thích gây đau khổ cho người khác về mặt tinh thần, thể chất hoặc mặt cảm xúc. Dĩ nhiên quý vị biết mà. Và cũng có những người thích bị la mắng, thích bị đánh đập, hoặc bị chửi bới và hành hạ theo kiểu nào đó để họ cảm thấy dễ chịu. Họ là người thích đau khổ, tùy vào sự nghiêm trọng của trạng thái tinh thần họ mà họ làm nhẹ nhàng, hoặc họ muốn bị trừng phạt nghiêm khắc. Có người trả tiền cho các cô nhà chứa và hoặc đàn ông để đánh đập họ. Thấy trên truyền hình, hoặc quý vị biết khi đọc tin ở đâu đó. Đây là những người mà có khuynh hướng tâm thần khác với quý vị. Nếu họ chỉ hơi khác một chút, thì họ chỉ thích bị la mắng. Vì vậy họ khiêu khích bất cứ ai ở gần bên để la mắng họ, để giận dữ với họ,
để chửi bới họ, hành hạ họ bằng lời nói họ thích thế, hoặc về mặt tinh thần, hoặc về mặt thể chất. Họ cảm thấy xấu hổ khi làm vậy. Nếu ở nhà không ai làm vậy với họ, thì họ sẽ đến nhà chứa và yêu cầu hành hạ họ. Bởi vì những người này, họ cảm thấy tội lỗi bên trong, họ cảm thấy tội lỗi vì những điều họ đã phạm trong kiếp trước, nhưng họ không phạm quá tệ đến mức phải đọa địa ngục. Vì vậy, nó làm cho họ trở nên như thế. Nghiệp của họ khiến họ làm điều đó, khiến họ bị đau khổ, khiến họ bị ngược đãi, bị hành hạ hoặc bị đánh đập như vậy. Và rồi họ trả tiền cho việc đó, ở địa ngục cũng vậy. Sẽ có ích cho họ, truyền hình vô thượng sư sẽ giúp ích cho họ. Lực lượng minh sư sẽ mang lợi ích đến cho họ ở khắp nơi. Dĩ nhiên quá chậm, không như tôi và quý vị mong muốn, nhưng có giúp ích. Tin tôi đi. Nói quý vị biết, tất cả động vật là phước lành cho thế giới chúng ta. Cho dù một số động vật giết một số người, tôi rất tiếc phải nói, nhưng người đó phải chết theo cách đó. Đó không phải là lỗi của loài vật. Hoặc tôi nhớ, có một con voi mẹ đi ra ngoài và tìm cách giết những người khác, bởi vì họ giết voi con của cô ta. Họ quấy rầy và hành hạ voi con để huấn luyện bằng một cách rất dã man. Họ đánh đập để voi con phải rống lên và ép buộc voi con phải khuất phục, bắt lặp đi lặp lại nhiều lần. Và nếu không biết làm hoặc không làm được thì bị đánh đập, hoặc dùng dao cắt xẻ, làm những việc như thế và rồi phong voi chết. Vì vậy, voi mẹ đi ra ngoài để trả thù, đó là một trường hợp rất hiếm. Hoặc ngay lúc đó, có một cô bò hiền lành trầm tĩnh mà cũng đuổi theo một người và giết người đó, bởi vì bò đã chịu hết nổi rồi. Có lẽ người đó đã giết bê con của họ hoặc hành hạ họ một cách tàn nhẫn. Một số người rất tàn bạo, họ không chỉ giết mà còn hành hạ. Và những thí nghiệm với động vật sống để dạy trẻ em hoặc dùng trong phòng thí nghiệm, những việc như vậy cũng rất là tàn bạo. Lẽ ra phải bị cấm vĩnh viễn từ trước đây rồi. Tôi không thể nhấn mạnh cho đủ. Thế giới của chúng ta có rất nhiều nhóm người hoặc chính sách tàn bạo. Những chính sách đần độn, ngu dại, dã man, độc ác, xấu xa cần phải bãi bỏ, phải bị cấm cho đến khi thế giới chúng ta trở nên tốt hơn. Không phải chỉ việc giết động vật trong lò sát sinh, mà còn trong phòng thí nghiệm nữa. Họ không phải chỉ giết động vật mà họ còn hành hạ, như mổ sống này nọ. Sư phụ nói về các tinh cầu được tạo ra và nghiệp quả bắt đầu hình thành liên tục không ngừng. Vậy có thời điểm nào tinh cầu không còn trải qua vòng tuần hoàn này nữa, mà tiến hóa lên đẳng cấp cao hơn và không còn thoái lui nữa? Còn tùy vào con người, tất cả các vị thiên đế trên thiên đàng thực sự đang giúp đỡ ráo riết. Bằng không địa cầu đã biến mất rồi, nhưng con người, họ vẫn cứ bám lấy ngay cả miếng thịt mà họ ăn, mà họ có thể bỏ suốt bất kỳ lúc nào. Vì khẩu vị, họ không bận tâm địa cầu có suy tàn hay không, cháu chắc con của họ có còn sống trong hỏa ngục hay không. Họ không bận tâm về đại dịch có diễn biến hay không. Họ không quan tâm thế giới có sụp đổ hay không. Vì miếng thịt đó trong miệng của họ, họ không cần biết. Họ giả vờ không hiểu, giả vờ không biết. Quý vị hiểu tôi nói không? Cho nên còn tùy vào tất cả loài người, những gì họ làm. Bác sĩ có thể bảo mọi người uống thuốc, nhưng không thể ép họ uống thuốc nếu họ không muốn uống, nếu họ muốn chết. Tới khi họ nhiễm độc quá nặng, đôi khi tôi nghĩ quá nhiều thứ, không phải chỉ lối ăn thịt, mà còn rượu, thuốc lá, ma túy, chất độc, chiến tranh, còn sự tàn ác trong phòng thí nghiệm, còn sự tàn nhẫn với động vật khắp nơi, không chỉ trong lò sát sinh thôi, và còn một sự tàn nhẫn với con người, bạo hành gia đình, lạm dụng trẻ em, lạm dụng người lớn. Có quá nhiều thứ trên thế giới này và nhiều nơi bị phá hủy nặng nề, đủ loại thảm họa luôn diễn ra. Bão lốc, lũ lụt. Không biết chúng ta có từng bị nhiều thảm họa đến như thế này trước đây không? Tôi không nghĩ vậy. Thế mà họ vẫn cứ bám vào miếng thịt màu đỏ, miếng thịt đẫm máu trong miệng họ và gọi là thức ăn.
Họ cũng chẳng cần biết xung quanh họ ai đó đang đói hoặc trẻ em bị đau khổ hay không, nghèo khó và đủ mọi vấn nạn khắp nơi. Cho nên đừng hỏi tôi bao lâu nữa hoặc nó sẽ thành hiện thực hay không. Tôi đang hỏi cùng câu hỏi như quý vị. Chắc quý vị có thể trả lời câu hỏi của tôi sau khi nghiên cứu tất cả điều đó. Sau khi thấy tất cả điều đó trong bài tường thuật, một câu chuyện khoa học viễn tưởng, người ngoại tinh đến địa cầu và thấy sự tàn nhẫn của trận đấu bò, thế nên họ khiến cho tất cả những người tham gia ở sân vận động trải nghiệm nỗi đau, y như lúc bò được cảm thấy đau. Và kết quả là người ta sẵn lòng ngưng hoạt động đấu bò. Tương tự như vậy, có cách nào ngay tức khắc đánh thức sự đồng cảm của mọi người để họ lập tức cảm nhận sự đau khổ của động vật không? Nghiệp báo và sự đau khổ trong địa ngục không xảy ra ngay, do đó người ta không nhận ra hậu quả từ hành động của họ. Chúng ta đang đánh thức, thiên đàng đang đánh thức, nhưng họ trở lại làm y như lần sau, phút kế tiếp, giây kế tiếp. Nhớ kinh Địa Tạng không? Có một vị Bồ Tát hỏi rằng tất cả các chư vị Bồ Tát, tất cả các chư Phật giúp cứu mọi chúng sinh, ngay cả từ địa ngục, nhưng khi họ trở lại có hoàn cảnh tốt hơn, họ lại tái phạm. Họ phạm cùng một lỗi lầm như thế, ít nhiều như thế. Thành ra bây giờ Ngài Địa Tạng vẫn ở mãi trong địa ngục. Bởi vì họ đã bị ma vương đầu độc và họ đã bị cấy cái gọi là con chip điện tử vào bộ não này trong cơ thể người hoặc cơ thể chó để nhận dạng. Giống như vậy, cho nên tôi muốn tất cả điều này cùng chấm dứt hoàn toàn, nhưng không biết có thể làm hết trong kiếp này của tôi hay không. Thành ra tôi bảo quý vị, thời gian của tôi rất quý báu. Đó là lý do tôi ghét khi người nào đó thích làm phiền tôi hoặc hỏi những câu hỏi vớ vẩn hoặc bất cứ gì chỉ cho mục đích ích kỷ của họ. Thành ra tôi không có kiên nhẫn cho chuyện đó. Có điều cũng không thể luôn được thực hiện trong phạm vi lớn, bởi vì mọi người sẽ chết ngay lập tức. Nếu dùng cách điều khiển tâm trí, điều khiển não bộ, thì người đó sẽ không biết làm sao để phản ứng trong đời sống bình thường. Họ phải tự thức tỉnh, bằng không, nếu quý vị điều khiển tâm trí và não bộ của họ như vậy, thì họ sẽ tàn đời. Họ không thể hoạt động nữa, và quý vị có thể làm, có lẽ tạm thời thì được, người ta ngừng lại, phút kế tiếp, quý vị buông ra, thì họ trở lại làm như vậy nữa, trừ khi đầu óc họ chết. Phức tạp lắm, không dễ như vậy. Vì cấu tạo của con người không phải đồ chơi và không phải là người máy. Còn có một lực lượng đầu óc đằng sau đó nữa, và nghiệp quả, nghiệp lực đã biến mất nên chúng không gây áp lực cho con người để làm thêm hoặc cộng thêm vấn đề cho nghiệp của họ, ngoại trừ những gì họ phải làm, và ma vương không còn nữa. Nhưng vẫn còn có gì đó trong bản thể con người, trong tâm trí, trong não bộ của họ, không thể lập tức dọn sạch hết. Nếu dọn sạch họ sẽ chết. Ngay cả đệ tử, họ vẫn phải trải qua một số nghiệp quả. Bởi vì nếu sư phụ rửa sạch nghiệp, thì họ không có lý do gì để sống ở đây.